Với thông điệp về một chiếc xe tải thành phố, Hyundai thành công thương mại đã mang đến một hình ảnh mới mẻ cho chiếc xe tải nhẹ dùng để di chuyển trong thành phố và đô thị đông đúc. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với Hyundai New Mighty N250 SL. New Mighty N250 SL không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước đó, với thiết kế hiện đại, nổi bật của dòng xe tải cao cấp. Mặt trước là cụm đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn, mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. Gương chiếu hậu được thiết kế tại vị trí thuận tiện, dễ quan sát, mang lại sự an toàn khi lái xe. Đặc biệt, New Mighty N250 SL được thiết kế với góc nhìn rộng từ vị trí người lái về phía trước, đảm bảo cho người lái có thể quan sát nhiều hướng khác nhau, mang lại sự an toàn và tự tin khi lái xe. Chiều dài cơ sở của New Mighty N250 SL được tăng thêm 500mm. Tổng thể chiều dài của New Mighty SL được tăng thêm 700mm, một con số cực kỳ ấn tượng. Với chiều dài thùng lên tới 4m3, khách hàng có thể thoải mái chở những mặt hàng cồng kềnh cần kích thước lớn. Khoang cabin của New Mighty N250 SL mang đến một không gian cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đậm chất Hyundai, thân thiện và dễ thao tác. Cụm đồng hồ trung tâm hiển thị tình trạng xe một cách rõ ràng và chính xác nhất. Vô lăng trợ lực hai chấu, điều chỉnh dễ dàng theo vị trí ngồi lái. Hệ thống âm thanh đa kết nối, radio USB AUX mang lại những phút giây thư thái cho người lái. Xe được trang bị cabin lật một góc 45 độ, rất tiện lợi cho việc sửa chữa và kiểm tra. Cabin được ngăn cách với khoang động cơ một khoảng, giúp cho ngăn chặn những tiếng ồn cũng như sức nóng từ động cơ khi chúng ta vận hành. Hyundai New Mighty N250 SL được trang bị khối động cơ D4 CB 2.5 lít cùng với hộp số 6 cấp, mang lại hiệu quả truyền động cực cao. Động cơ D4 CB là loại động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp, được điều khiển bởi bộ điều khiển điện tử ECM. Hoạt động của động cơ được theo dõi nghiêm ngặt bởi các cảm biến, giúp cho động cơ luôn luôn được điều khiển chính xác tại mọi thời điểm, giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, New Mighty N250 SL còn được trang bị turbo tăng áp, giúp cho động cơ đạt hiệu suất cao hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Kết cấu khung sắt cứng cáp bằng thép cường lực tăng khả năng chịu tải, chống xoắn vặn xe. New Mighty N250 SL được trang bị hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng LSPV, mang lại sự an toàn tối đa. Với New Mighty N250 SL, Hyundai thành công thương mại đã cho thấy được sự am hiểu về thị trường, am hiểu về khách hàng. Khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, hiệu quả hơn. Xe đang được phân phối thông qua hệ thống ủy quyền của HTCB trên toàn quốc với mức giá 525 triệu đồng đã bao gồm VAT. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!